chưa chưa biết gì cả. Đi chưa? Ok, chồng chia sẻ lại em mới biết được rồi. Chồng chỉnh sửa được không? Chỉnh sửa được không chồng? Chào các tình yêu nha. Ai đang xem live chấm một chấm để em chào nha. Các tình yêu ơi, vào live chia sẻ live stream cho em đi ạ. Vào live chia sẻ live stream cho em nha. Chào Nguyễn Nhã Kỳ nha. Chào Hương, chào Phương nha. Chào tất cả các tình yêu ạ. Một ba chị tên là Phương, Thảo, Phương, Nguyễn, Phương, Lê, Lan, Phương này cùng vào xem live stream của em một lúc. Chào tất cả các chị nhá. Chị Trang, Susan inbox lại cho bên em nha. Em chào Nguyễn Nhã Kỳ này. Ai đang xem live chấm một chấm để em chào tình yêu nhá. Và ngày hôm nay thì các mẫu cực kỳ đẹp và rất sang sảng, với giá thì cực kỳ rẻ các tình yêu nhá. Chia sẻ live stream cho em. Em chào Như Phụng ạ. Em chào Nguyễn Hậu nhá. Các tình yêu ơi, vào like chia sẻ live stream cho em nào. Chia sẻ cho em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân nha. Vâng ạ, chị Trang Susan ơi, chị thông cảm bởi vì bên biết bên em hơi quá tải nhá. Cảm ơn các tình yêu ạ, các tình yêu vào like thì nhớ chia sẻ like cho em nhá các tình yêu nha. Áo của em đang mặc mã đặt hàng là B6 ạ. B6 có 2 màu đen và trắng cực kỳ chất, có 2 size S và size M, với giá xả là 120.000 một em nhá. 120.000 một em B6 này nhá. Là B6 sỏ ngón ạ. Có 2 size S và size M, có 2 màu trắng và màu đen. Em chào chị Diệu Neo Betty này, em chào Phạm Thị Bích Ngân này. Em chào mọi người. Em chào Hoa Hướng Dương, em chào Bích Phượng nha. Các tình yêu ơi, vào like chia sẻ live stream cho em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân nhá. Quần của em đang mặc đây xả từ 450 còn 230. Có đủ size các tình yêu nhá. Mã đặt hàng là H gì đấy ạ? Mã đặt hàng là H365. Sale từ 450 còn 230, chỉ bán cho tình yêu nào chia sẻ live stream. Mỗi size em chỉ có tầm 15 chiếc nha. Mỗi size S, M, L với quần này H365. H365 cho em xả 230.000. Em chào Hoa Hồng Đỏ ạ, chào Nguyễn Linh Đan, chào Huệ Tế nha. Ok, các tình yêu bắt đầu chốt cho em là quần H365 và cộng size cộng số điện thoại, đồng thời chia sẻ live stream giúp em để được mua với giá xả từ 450 còn 230, hàng chuẩn loại 1 đẹp nha. Và túi Gucci em đang đeo với giá xả là 130.000 ạ. Nào túi Gucci nâu nha, không cần cho em là túi Gucci nâu là được. Túi Gucci nâu cho em bao đẹp 2 dây, 1 dây chéo và 1 đeo dây đeo bụng nha. Áo em đang mặc là B6 tình yêu ơi. B6 của em có 2 màu trắng và đen, với giá xả là 120.000 ạ. Áo của em có trắng và đen B6 nha. Em chào Hoa Quyên này, chào Hoàng Ngọc, chào Tâm. Các tình yêu vào like chia sẻ live stream giúp em và đặt giúp em 100. Dạ em đang mang lại không đi mất rồi tình yêu ơi. Quần của em thì đủ size S, M, L nhá. Và ngày hôm nay em sẽ xả cái quần H365 này với giá từ 450 chỉ còn 230. Cho chị em nào nhanh tay chia sẻ live stream và đặt hàng. Đây là dáng boy ạ. Ok, bắt đầu chốt cho bé con một chiếc này. Còn các tình yêu ơi, chốt cho bé con một chiếc size M rồi ạ. H365 ạ. Em cảm ơn Diệu Neo Pretty nha. Cảm ơn chị này. Cảm ơn các tình yêu. Ok, Gucci nâu cho em. Túi Gucci nâu cho em nha. Trời ơi, đẹp sang dã man luôn. 130.000 một em này. Các tình yêu ơi, vào like chia sẻ live stream cho em áo B6 trắng này. B6 của em đang mặc nha. B6 của em đang mặc 120.000. Trắng và đen. B6 nha, B6 này. Ok, H365 bên em đang lên đơn rồi ạ. Chia sẻ live stream cho em 5 trang hội nhóm một lần trang cá nhân để các tình yêu có thể được mua quần này của nhà em xả với giá là 230.000. Em quay cận cảnh này, bên em đang lên đơn hàng quần H365 cho các tình yêu rồi. Xả từ 450 còn 230. Tất cả các đơn hàng nhà em lên đơn tự động và chỉ bán cho tình yêu nào chia sẻ live stream tất cả những cái mẫu hit hot ngày hôm nay nhá. Toàn là mẫu quần đẹp, quần cực kỳ chất, số lượng thì không có nhiều. Cho nên các tình yêu nhớ cố gắng chia sẻ livestream cho em nha. Và cái mẫu áo em đang mặc sỏ ngón đây nhá, là cái mẫu áo B6 siêu đẹp luôn. Bán hay nhỉ? Gì đã bán đâu? Treo đi. Cặp cao tình yêu ơi, đây là
quần boy nhá, quần boy chuẩn đẹp luôn, xả từ 450, còn 230. Mã đặt hàng là H365, số lượng có hạn, đủ 3 size SML, chất siêu co giãn tình yêu nhá. Hàng xuất chuẩn loại 1, thị trường bán 5-700 cơ. Thận thị trường bán 5-700 cơ, quay cận cảnh này, quay mác này, H và Y hàng chuẩn luôn. H365 du em, H365 quần co giãn tình yêu nhóc. Và mẫu áo của em đang mặc là B6 ạ. Ai lấy nhanh tay đặt hàng du em B6 và túi Gucci nâu này. Ai lấy không được du em túi Gucci nâu siêu xinh luôn nhá. Ok, bên em đang lên luôn B6 cho các tình yêu rồi. Túi em đang đeo là túi Gucci nâu nhá. Và quần em đang mặc là quần H365. Tất cả các đơn hàng nhà em là tự động lên đơn. Ok ạ, à, các tình yêu ơi, bên em đang lên đơn rồi. 62 cân mặc vừa nhá, cái quần này của em 62 cân cũng vừa đấy ạ. Túi Gucci nâu này của em có 2 dây và cái áo em đang mặc là áo B6 nha. Siêu xinh luôn. B6 này, cảm ơn các tình yêu. Em cảm ơn Ánh Tini nha, cảm ơn mọi người. Mọi người ơi vào like chia sẻ livestream cho em các tình yêu nhá. Em đang mặc size M tình yêu ơi. Quần boy siêu đẹp luôn. Bên em đang lên đơn hàng rồi ạ. Các tình yêu chỉ cần để lại comment một lần duy nhất, mã sản phẩm kèm số điện thoại là bên em lên đơn tự động. Trời ơi, cái mã H365 này quá là siêu đỉnh luôn. Chỉ cần chia sẻ livestream thôi, các tình yêu sẽ được mua giá ưu đãi từ 650 xả còn 230 mỗi quần này nha. 650 xả còn 230. Và cái mẫu áo em đang mặc là mẫu áo B6 có hai màu trắng và đen. Trắng và đen nha. 49 cân mét 6 mặc size M giúp em nha. Mọi người ơi, comment một lần duy nhất là đơn hàng của các tình yêu đã được tự động có đơn. Cái túi này của em có 2 dây, một dây đeo chéo và một dây đeo bụng nhá. Rất là sang luôn. Ai lấy comment giúp em là Gucci nâu. Tất cả các đơn hàng quần bên em đang lên đơn tự động rồi. 42 cân mặc S vừa nha, tình yêu ơi, mặc đẹp luôn. Chia sẻ livestream cho em để được mua quần này nhá. Với giá xả. Vâng ạ, đúng rồi chị Su Chu ơi. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động rồi các tình yêu nhá. Túi Gucci nâu giúp em comment một lần duy nhất là các tình yêu có đơn với giá xả là 130.000. Siêu xinh luôn. Mọi người không biết mặc size gì có thể để lại cho em mã sản phẩm là H365 cộng chiều cao cân nặng cộng số điện thoại, bên em sẽ tự động lên đơn hàng. Và áo của em đang mặc là áo B6 nha. Bật cắm nếu chị đi quạt xong cắm quá. Cho bật điều hòa lên bật đi. Hay là cắm ông quạt. Xong em sẽ lên quần boy đen nha. Không mình ra là túi Gucci nâu ạ. Siêu xinh luôn các anh yêu ơi, 130.000 này. Và áo em đang mặc là áo B6 tình yêu nha. Áo B6 siêu đẹp luôn. Xả 120.000 có hai màu trắng đen. Quần của em đang mặc là quần H365. Xả với giá là 230.000 cho tình yêu. Chia sẻ livestream để được mua với giá là xả 230.000 tình yêu nhá. Chia sẻ livestream cho em ạ. 54 cân mặc size L giúp em chị nhá. Quần em đang mang là quần H365 tình yêu nha. Quá. H365 giúp em các tình yêu ơi. Với giá xả là 230.000 ạ. À. Em cảm ơn Hoài Quyên nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn các tình yêu ạ. À. Chia sẻ livestream giúp em đi ạ. À. Em cảm ơn Diều Neo với Pretty nha, cảm ơn các chị rất là nhiều. Các chị ơi, chỉ cần lên đơn một lần duy nhất, mã sản phẩm kèm số điện thoại là bên em đã lên đơn tự động cho các chị rồi. Không cần phải spam comment hoặc là không cần phải comment quá nhiều lần nữa. Quần em đang mặc là quần H365, siêu đẹp luôn. Xả từ 450 còn 230 các tình yêu nhá. 450 xả còn 230. Các em đặt hàng nhanh tay giúp em là H365, chia sẻ livestream ạ. Xem em đang đi lại không bán rồi tình yêu ơi. Túi Gucci nâu có 2 dây ạ, 1 dây chéo và 1 dây đeo bụng nhá. Và áo em đang cầm trên tay này, áo B6 các tình yêu nha. Áo B6 giúp em hai màu trắng và đen. Siêu xinh luôn ạ. À. Các tình yêu ơi, vào like chia sẻ livestream giúp em tình yêu nhá. Đặt hàng nhanh tay giúp em ạ. Quần H365 giúp em. Siêu xinh luôn. Bên em đang lên đơn cho các tình yêu rồi nha. Comment một lần giúp em ạ. À. Quần boy đen ok. Quần này nhà em xả 190.000 này. Quần boy đen này xả 190.000 này. H365 xả với giá là 230 này. Ok, lên quần boy đen này nha. Quần em đang mặc là xả với giá là 230. H365 chị Uyên Mỹ Diệp ơi. H365 nha.
nhanh tay đặt hàng giúp em áo, em đang áo B6 ạ. Áo B6 xả với giá là 120.000 ạ. Hai màu trắng và đen và chỉ bán cho tình yêu là chia sẻ livestream thôi nha. Nhanh tay đặt hàng giúp em ạ. Túi của em có hai dây nha, một dây xích và một dây đeo chéo, một dây đeo bụng nhá. Siêu đẹp luôn, em sẽ đeo chéo tình yêu xem này. Boy đen 54 cân và CL giúp em ạ. Ok tình yêu, em sẽ lên nhiều mẫu luôn ạ. Chia sẻ livestream cho em nha. Áo em đang mặc là B6 tình yêu ơi. Có à, không mặc trễ cũng được. Đây là em thích mặc trễ thôi. Ok ạ, à, cảm ơn mọi người nha. Boy đen 62 cân mặc L giúp em. Ai lấy túi này không mừng ra là túi Gucci nâu nha, siêu xinh luôn. Túi Gucci nâu với giá xả là 130.000 ạ. Túi Gucci nâu giúp em ạ, xả 130.000 nha tình yêu nha. Chết rồi, treo chị lên phát nào. Lấy cho chị cái xe cọc quần ấy. Ai lấy mẫu này không mừng giúp em là áo á. Chia sẻ livestream giúp em nha. Và đặt hàng giúp em áo B6 ạ. Xả 120.000 tình yêu nha. B6 120.000 có hai xa, hai màu trắng và đen. Và quần em đang mặc là quần boy H365 xả từ 450 còn 230. Siêu đẹp luôn. H365 nha. Xả từ 450 còn 230 này. Chia sẻ livestream mạnh tay lên các tình yêu ơi. Em chỉ bán cho chế là chia sẻ livestream thôi. Bởi vì cái mẫu này của nhà em là cái mẫu siêu đẹp luôn. Cái mã này là cái mã trước là thị trường bây giờ hiện tại vẫn đang bán với giá là 400-500 nghìn đấy ạ. Và nhà em chỉ xả với giá là 230 một em quần này thôi nhá. Quần này của em đang mặc đây là quần H365. Siêu đẹp luôn. Và ai lấy áo này không cần giúp em áo B6 ạ. B6 trắng và đen, không mỏng tình yêu nhá, cực kỳ dày dặn ạ. Chất zippo cao cấp 2 size SM, có hai màu trắng và màu đen. Siêu đẹp luôn, cái mẫu này áo này đang rất hot hit đấy ạ. Quần này mã này là mã H365 nha, siêu đẹp luôn. Nhanh tay đặt hàng giúp em qua mẫu boy đen này, em qua mẫu boy đen tình yêu nha. Em qua mẫu boy đen các tình yêu đang ngóng chờ nha. Ai lấy mẫu quần em đang mặc thì nhanh tay đặt hàng nha. Còn ai lấy mẫu áo em đang mặc thì không cần giúp em áo B6 ạ. Áo em đang mặc là B6 tình yêu ơi, có hai màu trắng và đen nhá. Và cái túi Gucci nâu em đang đeo này có giá xả là 130.000 tình yêu nhá. 130.000 và áo em đang mặc là ok, em lên boy đen này. Ok, sẽ lên các mẫu luôn, các tình yêu chia sẻ livestream cho em nha. Áo trắng ok, bên em đang lên đơn hàng rồi đấy ạ. Áo của em áo B6 có màu trắng và màu đen tình yêu nha. 120.000 hai size S và size M ạ. Hai size S và size M nha. Ok, em đang lên đơn hàng cho các chị rồi nhá. Giày em đang đi lại không bán rồi. Trời ơi, boy đen siêu xinh luôn. Boy đen giúp em B6 nha. B6 của em đang mặc có màu đen và màu trắng. Bên em đang lên đơn hàng tự động rồi. Chỉ cần các tình yêu chia sẻ livestream cho em thôi. Em qua mẫu này. Hoài ra đây hộ đi. Hoài, cầm cho chị cái áo ấy nào. Em đang nào một màu áo B5 này. Quần em đang mặc boy đen này. Boy đen em mặc size M tình yêu ơi. Boy đen này. Quần em đang mặc có màu xanh chị nhá. Hiện tại thì không có ở đây rồi. Hết rồi. 120 ạ. Em sẽ lên B5 này. Chia sẻ livestream cho em tình yêu ơi. Em lên B5 này. B5 110.000 này. Boy đen giúp em tình yêu nhá. Quần em đang mặc quần boy đen này. 3 size SML bắt đầu chốt đi ạ. B5 giúp em này, bắt đầu lên B5 109.000. Em B5 có lớp tốt siêu xinh này nha. Chia sẻ mạnh tay lên các tình yêu ơi. Còn gì
gì sản đấy thôi các tình yêu nhá. Và quần em đang mặc quần boy đen sản 190.000 ạ. Và áo B5 em đang mặc đây có 4 màu nhá. Màu be, màu đen, màu vàng và màu sữa, màu trắng này. Màu be, màu đen, màu vàng, màu trắng này. Có tất cả là 4 màu tình yêu nhá. Áo này em đang mặc là 109.000. Siêu sang và siêu xinh luôn. Và quần em đang mặc là quần boy đen xả 190.000 ạ. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động cho các tình yêu rồi. Quần xả 190.000, quần boy đen này. Trời ơi, dáng boy rất là đẹp luôn. Các tình yêu nhá. Boy đen giúp em ạ, xả 190.000. Và cái mẫu áo em đang mặc là áo B5 này. Các anh yêu nhanh tay đặt hàng giúp em B5 cộng màu của số điện thoại để bên em lên đơn hàng nhá các anh yêu nha. Và cái mẫu túi á, túi Gucci nâu này nhà em đang xả với giá là 130.000. Có đeo chéo và đeo bụng nhá. Quần xanh vừa nãy là mã H365 chị yêu ơi. Quần em có 3 size SML tình yêu nhá. Quần em đang mặc quần boy đen ạ. Chia sẻ livestream cho em các tình yêu nha. Chia sẻ livestream là để mua áo giá ưu đãi nhá. Tất cả các đơn hàng nhà em là đang lên đơn tự động rồi ạ. Và cái áo em đang mặc là áo B5, em sẽ qua cái màu áo này. Lại à? Em qua màu áo tình yêu nha. Quần boy đen giúp em này, cộng màu và cộng xanh ở số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Áo em đang mặc là áo B5 như chị màu vàng. Áo em đang mặc là áo B5 tình yêu nha. Boy đen cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Và cái màu áo em đang mặc đây là áo B5 ạ. Xong em sẽ lên quần khác nha tình yêu nha. Chia sẻ livestream cho em nào. Boy đen cộng số điện thoại là xả 190.000 này. Năm 2 cân mặc lò giúp em tình yêu ơi. Siêu đẹp luôn. Nhanh đây là hàng giúp em nha. Boy đen cộng size của số điện thoại. Và áo em đang mặc đây là áo B5 ạ. B5 là 109.000 nhá. Siêu đẹp luôn. Quần là xả 190 tình yêu ơi. Áo B5 em đang mặc là 109.000 tình yêu nhá. Và quần em đang mặc là quần boy đen giảm 190.000 ạ. Áo 109 chị yêu ơi. Các tình yêu ơi, lên nhanh tay đặt hàng cho em nhá. Quần em đang mặc là quần boy đen xả 190 này, em qua mẫu nha. Em qua mẫu nhá tình yêu nha. Ship từ 30-35.000 ạ. Quần có xanh tình yêu nha, quần boy đen giúp em. Em qua mẫu này. Ok, bên em đang lên đơn hàng cho các chị rồi đấy ạ. Boy đen cộng xanh rồi điện thoại để bên em lên đơn hàng nha, siêu đẹp luôn. Qua mẫu này. Nào, Gucci này xịn sò chưa? Xịn sò chưa ạ? 220 nha. Gucci nó xịn sò giúp em nào. 220.000 này. Siêu đẹp luôn. Này, siêu đẹp nha. Xả 220 này. Áo chất bô zip vào hàng theo cao cấp nha. Áo chất bô zip vào hàng theo cao sale cao cấp ạ. Em lên quần Gucci xịn sò nha. Ôi quần này lấy. Áo em đang mặc đây tình yêu ơi. Áo em đang mặc là áo B5 nhá. B5 có 4 màu, màu vàng, màu trắng, màu đen và màu be. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động cho các tình yêu rồi. Chia sẻ livestream cho em mạnh tay lên các tình yêu nha. Có chị Trang ơi, có chị Trang nha. Em chuẩn bị qua mẫu quần khác đây. Để em xem nào. Áo em đang mặc áo B5 tình yêu ơi, có vàng trắng đen nút nha. Vàng trắng đen nút B5. Túi em đang đeo đây là 130.000, xả 130.000 nhá. Áo 109 tình yêu ơi, áo em đang mặc áo B5 nha. Ok, Gucci xịn sò bắt đầu lên rồi đấy ạ. Gucci xịn sò trả 220 này. Em lên cái mẫu đấy nhá. Áo em đang mặc là áo B5 ạ. Siêu đẹp luôn. Em vừa mặc cái đấy rồi Hoa Phương ơi, lát em sẽ mặc lại nhá.
áo trắng chị mới thay ra. Áo trắng lúc đầu em mặc là áo trắng lúc đầu em mặc đấy là mã B6 ạ, B6 tình yêu nhá. Gucci xịn sò này. Không cần dễ là quần Gucci xịn sò nhá. 220 này. B5 giúp em, áo đang mặc áo B5 này. Ok các tình yêu. Quần boy này, quần boy Gucci xịn sò em đang mặc có giá là 220.000. Ai lấy áo em đang mặc áo B5 này 109.000 tình yêu nha. Qua đen cái nhá. Qua đen nhá. Ok các tình yêu, bên em đang lên đơn rồi ạ. Chốt cho em là Gucci sườn sò ạ. Quần áo dáng crop top đấy tình yêu ơi. Áo mã là B5 nhá, siêu đẹp luôn. Quần Gucci xịn sò giúp em nào. Có cái thắt lưng không? Để đeo cho nó sang. Đi nữa anh mất nhiều. Rồi áo em đang mặc đủ 4 màu. Màu trắng, màu đen, màu vàng, màu nút nha. Quần em đang mặc là quần Gucci xịn sò xả với giá là 220.000. Và áo em đang mặc là áo B5 này có chất, đây là chất bô zip, hàng theo chuẩn nha. Tình yêu ơi, đặt hàng nhanh tay giúp em nha. Đặt hàng nhanh tay giúp em. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động cho các tình yêu rồi. Gucci xịn sò nào các tình yêu ơi. Quần jean em đang mặc nha, quần Gucci xịn sò ạ. Dễ em đi lại không bán rồi chị yêu ơi. Và áo em đang mặc là áo B5 ạ. Ai lấy áo này nhanh tay đặt hàng cho em áo B5 nha. Hàng bô zip theo chuẩn luôn, đẹp luôn ạ. Áo lúc đầu của em có đen chị nha. Ôi chị, anh hóa hình nào. Quần này là quần Gucci xịn sò tình yêu nha. Chụp sau. Gucci xịn sò giúp em này. Xả 220 tình yêu nha. Siêu đẹp luôn. Gucci xịn sò 220 này. Nhanh tay đặt hàng giúp em là quần Gucci xịn sò ạ. 220.000 nha. Thắt lưng của em là 100.000 ạ. Áo B5 cộng màu số điện thoại giúp em. Áo B5 của em có đen này, trắng vàng nút ạ. Màu nào cũng đẹp luôn, em lên màu nút nha tình yêu nha. Áo 109.000 tình yêu ơi. Em lên màu nút nha tình yêu. Áo B5 giúp em tình yêu ạ. Và quần Gucci xịn sò nha. 220.000 em lên mẫu màu quần khác này. Áo B5 giúp em này. B5 xả với giá là 109.000 siêu đẹp nha. Ánh Ngọc ơi, lại không đổi được rồi Ánh Ngọc à. Bên em đang lên đơn Gucci xịn sò nhá. Được rồi, để mình sẽ like cái mẫu quần ống ánh đấy nhá. Đúng không ạ? Mẫu đấy của nhà mình không còn, còn tầm 3 cái thôi. Còn nhá chị ơi. Em qua mẫu quần nha các tình yêu. Qua mẫu quần này. Ai lấy áo này không cần dễ là B5 nha. Em qua mẫu quần ạ. B5 cộng màu số điện thoại giúp em lên quần này nha. Em lên mã quần này là siêu đẹp luôn. Quần boy này. Quần boy này là H293 xả với giá là 230.000. Mẫu quần, tất cả những cái mẫu quần siêu đẹp bây giờ em sẽ tung ra hết nha. Okay.
H293 tình yêu nha. H293 giúp em này. Trời ơi siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn các tình yêu ơi. H293 giúp em. Xả từ 450 này, còn 203 này, siêu đẹp luôn. Bắt đầu chốt này. Và áo em đang mặc là áo B5 nha các chế ơi. H293 giúp em chia sẻ live stream nào. Ôi mẫu này đẹp quá, đẹp xuất sắc luôn. Chia sẻ live stream cho em nha các chế ơi. Áo là 109.000 chị yêu nhá. Áo là 109.000 ạ. Áo này là áo B5 này, có tất cả là màu be này, màu đen, màu vàng và màu trắng, màu nào cũng đẹp luôn. 109.000 hàng theo cao cấp nha. Và quần em đang mặc là quần H293. Ok qua mẫu áo nha. Ủa, muộn quá. Muộn em không phải, em không ở đâu. Vâng, ok chị. Vâng. Áo là lệch vai sỏ ngón nha. Em lên lệch vai sỏ ngón này. Có màu đen nữa không nhỉ? Lên cái set này siêu đẹp luôn. Em còn nha. Em còn xếp bác xòe tình yêu ơi. Vừa chị út nha, 58 cân mặc vừa áo ạ, chất co giãn mà. Áo này áo lệch vai sỏ ngón giúp em tình yêu nha, 99.000 một em này. Có hai màu trắng và đen. Nào, hôm nay mới về thêm thì mi sói nha. Đặt giúp em là áo lệch vai sỏ ngón này. Và quần em đang mặc là quần H293 nha. Cháu không nhảy mang hình nhau. Áo lệch vai sỏ ngón giúp em 99.000 nha. H293 mẫu em đang mặc ạ. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên tự động rồi. Ai lấy áo này không được xem là lệch vai sỏ ngón bên em mới chốt được nhá. Lệch vai sỏ ngón giúp em ạ. Em cảm ơn chị Quân Huyền ạ. Ok, thì em sẽ lên quần khác nha. Các tình yêu đặt hàng nhanh giúp em ạ. Số lượng có hạn thôi. Chị Dương Thị Lan Hương ơi, inbox lại cho bên em để bên em kiểm tra cho. Chị Milan ơi, bộ hổ về rồi mà. Ai lấy áo em đang mặc áo lệch vai sỏ ngón giúp em nha. 99.000 này. 99.000 là mẫu áo này nhá. Có hai màu trắng và đen. Comment đúng cú pháp giúp em lệch vai sỏ ngón cộng màu số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Với giá xả là 99.000 một em áo này. Và quần bo em đang mặc đây là quần H293 nha. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động rồi ạ. Lệch vai sỏ ngón trắng hoặc lệch vai sỏ ngón đen giúp em nha. Không, còn riêng đấy. 150. Sao thế? Sao mà đủ nhiều đây? Quần em đang mặc là quần H293 tình yêu nha. H293 230.000 ạ. Và cái mẫu áo em đang mặc áo lệch vai sỏ ngón nha các tình yêu. B5 màu, các tình yêu ơi, không cần một lần là có đơn hàng rồi, không phải không cần nhiều lần đâu chị yêu nhá. Ok, lên quần đen sau này, lên quần đen sau nha. Em lên đúng một lần thôi, cái mẫu đấy còn có 5 cái thôi. Các tình yêu không chốt nhanh thì không còn hàng đâu. Em lên cái quần đấy nha, còn đúng 5 cái này. Em chốt cho chị nào nhanh nhất này và chia sẻ live stream cho em này. Lên mã quần này nha, cho chị nào mà chia sẻ live stream mạnh tay nhất này. Quần boy này xả 170.000 đúng không ạ? 170.000 em này nha. 170.000 này.
món giả 99.000 nha. Trời ơi, má quần này đẹp quá. 526 này. Còn 5 cái này, bắt đầu chốt 526 giúp em tình yêu ơi. Chốt 526 cho Vũ Hiền Thương một cái này. Áo lệch vai sở ngón em đang mặc 99.000 nha. 526 giúp em, trời ơi boy siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. Áo lệch vai sở ngón giúp em 99.000 nha tình yêu ơi. Quần em đang mặc là quần 526 xả với giá là 170.000. Chốt cho 5 chị duy nhất thôi. 52 cân mặc vừa chị ơi. 526 này. Cho Thủy Nguyễn một cái này, chốt cho Ngọc Anh một cái này. Các anh ơi, chốt cho em mã 526 nha. Còn có 3 cái nữa rồi, 3 cái cuối cùng nào. Cho Nguyễn Kim này xả hàng 170 ạ, xả 170 tình yêu nha. Đẹp quá. Xả 170 ạ. Cho Võ Huyền Thương này, các tình yêu ơi, 170.000 mẫu quần này nha. Nhanh cái gì ơi, nhanh qua mẫu này. Bởi vì hết rồi tình yêu ạ. 50 cân mặc vừa chị ơi, 30 cân mặc vừa, quần boy có giãn mà. Boy có giãn siêu đỉnh luôn. Nào mã 526 nha, 526 nha. Hết rồi, lại chuẩn bị qua mẫu này. Chị quần boy chữ ở mẫu. Em lên mã mới là các tình yêu ơi. 526 hết rồi ạ. 526 nhân lệch vai sỏ ngón 99.000 ạ. Hai màu trắng và đen. Năm 26 giúp em này, trời ơi siêu đẹp. Ô bị điên ạ. Em lên mã này ok Đỗ Hiền, ok Hùng Linh nha. Lên mã này này, lên mã khác luôn. Ơ, bận gì đấy? Cái mã này xem còn cái quần người xác khác. Ra lấy quần người xác khác chứ. Ở ngoài bên dưới cũng. Áo lệch vai giúp em, áo lệch vai sỏ ngón giúp em nha. Hai màu trắng và đen. Em lên mã quần khác này. Boy không rách đây rồi tình yêu ơi. Boy không rách đây rồi, siêu đẹp. Xả 199.000 mã này. Bên dãy cuối cùng. Dãy cuối cùng, ngăn cuối cùng cơ mà. Ô, thôi mày ra tìm đi. Mỹ, quần này này. Áo em đang mặc áo lệch vai sỏ ngón nha tình yêu ơi. Lệch voi sỏ ngón này với giá xả là mà không phải cái đấy, mã Sara cơ. Quần siêu đẹp này, Sara này, chuẩn nhá. Mẫu này thị trường bán 4500 cơ. Nhà em ngày hôm nay xả giá là 199.000. Có 3 size S, M, L siêu đỉnh luôn. H823 này. Bắt đầu chốt cho em mã quần này là H823 nha các tình yêu nha. H823 giúp em nha. H823 các chế ơi. H823 quần này nha. Xả với giá là 199.000. Có 3 size SML. Em chốt cho chị 30 chỉ nhanh tay nhất. Mỗi size chỉ có đúng 10 chiếc. Cho nên các tình yêu nhanh tay đặt hàng và chia sẻ livestream, em mới bán được cái giá quần này là 199.000. H823 nha. Mẫu áo em đang mặc là 99.000 ạ. Size L của em tầm 60 cân vẫn vừa nha. Đây ạ, à, em sẽ rút một cái trong túi bóng ra này. Sara nhá, H823 thị trường bán 4-500.000 nhá. Mà ngày hôm nay em xả với giá là 199.000 em này nhá. 199.000 này, ống chữ này, siêu hot luôn ạ, siêu hot luôn. H823 giúp em 3 size SML 60 cân vẫn có thể mặc vừa. Siêu đẹp này, Sara này, chuẩn luôn nhá. Lấy từ trong túi ra này các tình yêu nhá. H823 giúp em. Bắt đầu chốt này, ok. Ui chị sáu em chốt rồi. L 60 cân vẫn vừa. H823 giúp em các tình yêu ơi. Siêu đẹp luôn. H823 số lượng có hạn này. Ok, tí sẽ lại còn bảo nha. Ai lấy mẫu này em kèm hàng cho em là H823 này. H823 xả với giá là 199.000 ạ. Và áo lệch vai sỏ ngón em đang mặc đây với giá là 99.000.
Áo vàng là 99.000 luôn tình yêu ơi, em qua màu áo đấy nhá. Lệch vai xỏ ngón trắng hoặc đen thôi em, hai màu ạ. 99.000 luôn, đưa đen này. Đưa đây các em lên lệch vai xỏ ngón đen này. H823 ok. Bắt đầu chốt mã quần này nhá. 199.000 các chế ơi. Ok, H823 bắt đầu chốt rồi các anh yêu ơi. Số lượng có hạn thôi ạ. Chia sẻ live stream nha để được mua với giá xả là 199.000 lá quần này nhá. Ai lấy mã quần này nhanh tay đặt hàng giúp em là H823. Ok, tí sẽ lên quần vải chị yêu nha. Quần vải của nhà em còn đủ màu không? Lát xem nào, quần vải QV1. Quần đen treo đây là 220 tình yêu ơi. Ủa dồi ôi, lệch vai màu đen sang quá. Mà em cứ hiểu đang bay trong gió ấy. Đang bật quạt. Tóc rất là bồng bềnh. Chụp ảnh màn hình cho cháu ơi. Siêu đẹp luôn. Cháu ơi, chụp ảnh màn hình. Nào quần em mặc là H823 nha các chế ơi. Xả với giá là 199.000 ạ. Số lượng thì không có nhiều đâu các tình yêu nhá. Cho nên là em chốt nhanh thôi ạ. Siêu đẹp lại sao lùn thế nhỉ? Cái điện thoại nó vụt phải đằng trước ấy. Không phải nãy giờ có để chưa? Áo lệch vai xỏ ngón 99.000 là áo em đang mặc nha. Và cái quần em đang mặc đây là quần H823. Bên em đang lên đơn hàng cho các chị rồi. Áo lệch vai xỏ ngón của em có trắng và đen nha các chị ơi. Quần này của em 60 cân đổ lại mặc vừa. Em lên mã đen đấy rồi chị Phương Hoài ơi, lát xem lại like giúp em nhá. Bo quần đen cặp cao đấy chị ạ. Ai lấy mẫu áo này không mà duyên là áo lệch vai xỏ ngón nha. Trắng và đen ạ. Quần em đang xả với giá là 199.000 ạ. Em cao 1m65 nhá. Áo lệch vai xỏ ngón cộng màu số điện thoại cho em 99.000 một em này ạ. 99.000 em áo này nha, có hai màu trắng và đen ạ. Và quần em đang mặc đây là quần H823 các yêu nhỉ. Vừa nha chị Phương Hoài ơi. Áo lệch vai xỏ ngón cho em siêu xinh luôn. Em lên mẫu áo khác nha. Em lên khóa cổ vàng này các chị ơi. Không ạ. Áo khóa cổ giúp em này 99.000 này các chế ơi. 99.000 em áo khóa cổ này nhá. Có đen vàng trắng, trắng đen vàng. Siêu đẹp luôn. Còn nha Ngọc Diệp ơi. Ai lấy áo này không cần xem áo khóa cổ này. 99.000 áo này này. Và quần em đang mặc là quần H823 em qua mẫu này. Em qua mẫu quần nha tình yêu ơi. Ok, lệch vai xỏ ngón em đang lên hàng rồi. Em qua mẫu quần này. Lên quần vẩy nha. Thật sự là cái mẫu quần này em rất là thích luôn ấy. Em bán được bao nhiêu rồi mà em vẫn nhập về bán bởi vì nó quá là xinh. Nó rất là dễ mặc, mặc cái siêu thoải mái luôn. Em cảm ơn chị Thu Phạm rất là nhiều nha. Cảm ơn chị.
Ai lấy áo này không mình giúp em áo khóa cổ vàng ạ. Thật sự em rất là thích cái mẫu quần này luôn. Mẫu quần này rất là dễ kết hợp với các mẫu áo ấy ạ. Ai lấy mẫu áo này, mẫu quần này không mình giúp em quần loe ngọc nhá. À, quần loe đen ạ, quần loe đen giúp em, quần loe đen. Quần loe đen 150 ạ. H823 là xả 199.000 một quần chị Nguyễn Thị Hà nhá. Áo có cả, đưa chị đem vào cổ này. Thật ra thì cái áo mẫu này thì em nghĩ là lên mặc cái kiểu trễ vai sẽ đẹp hơn đúng không? Hoặc là mặc quay không thôi ấy. Mẫu 7 này này, trễ vai hoặc là quay không cũng đẹp. Quần loe đen này bắt đầu chốt cho em 3 size SML 70 cân vẫn vừa. Áo khóa cổ vàng bên em đang lên đơn hàng rồi ạ. Có cả khóa cổ đen nha. Quần boy đen giúp em ạ. Trời ơi đẹp dã man luôn. À quần loe đen. Nói nhầm. Quần loe đen nha. Bên em đang lên đơn hàng rồi. 3 size SML 70 cân đang có size mặc vừa. Chất siêu co giãn luôn ạ. Và áo khóa cổ nha. Thật sự em chỉ thích chạy số lượng một mẫu thôi ạ. Bởi vì nó mẫu này thì rất là dễ mặc. Mà kết hợp với rất là dễ kết hợp với các mẫu áo nhá. Quần loe đen. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động rồi đấy ạ. Áo khóa cổ vàng này, khóa cổ trắng và khóa cổ đen 99.000. Em cảm ơn Trần Kim Liên nha, mua đồ bên chị Trâm Anh. Không tiếc tiền đâu mọi người, vừa rẻ vừa đẹp. Cảm ơn mọi người, cảm ơn chị Liên nha, cảm ơn các chị rất là nhiều. Em nhận được feedback của các chị em rất là vui đấy ạ. Các tình yêu ơi, chia sẻ livestream cho em nha. Và cái mẫu quần của em đang mặc đây là quần vải đen với giá xả là 150.000 và cái mẫu áo khóa cổ này là 99.000. Thật sự em bán trường kỳ luôn cái mấy cái mẫu này nhá. Quần đằng sau em đây là H365 là đã live rồi đấy ạ. H365 xả với giá là 230.000. Quần vẩy ngọc giúp em này. Bộ em đang treo kia xả 160, tí sẽ lên nha. Em sẽ treo quần vải lên nhá. Thắt lưng nó sẽ không có. À, chị Huyền Trần ơi, em mặc cái mẫu đấy rồi chị ạ. Trời ơi cái mẫu này đẹp quá này. Áo khóa cổ 99.000 và quần len ngọc em đang mặc là 150.000. Đưa một cái áo dạ đấy. Mặc cái quần cháu ơi, chụp ảnh mà đi chứ bảo đâu. Siêu đẹp. Tình yêu ơi, quần len ngọc xả 150.000 nhá. 3 size SML luôn. Quần em đang mặc ấy ạ. À đúng rồi, các tình yêu mà có đai, các tình yêu cho em thêm cái đai vào. Quần vải có kèm đai chị nhá. Các tình yêu mà có sẵn đai, các tình yêu cài cho em thêm cái đai vào cái quần này. Và mặc kiểu này rất là sang. Sang dã man luôn. Chất chơi người rơi luôn. Sang chảnh luôn đấy ạ. Trời ơi bộ này đẹp quá. Đẹp quá luôn. Chị ơi không có loại cúc đâu, nhưng mà cái chun này không hề lộ nhá. Chun này là cái chun bản nó phẳng đấy ạ, chứ không phải bản nhăn nhăn nhá. Ok xong em sẽ lên quần vải ạ. Chị nào lấy quần này không cần dê quần loe này. Còn ai lấy áo này em mặc không cần dê áo khóa cổ nhá. Áo này là dáng bình thường ạ, chứ không phải dáng crop top đâu ạ. Quần em đang mặc xả 150.000 tình yêu nha. Em cảm ơn Vi Doãn ạ. Chị nào lấy quần em đang mặc không cần dê là quần loe đen nha. Quần loe đen của em đang mặc đây xả với giá là 150.000 ạ. Quần là chất u mì cao cấp ạ. Chất u mì cao cấp chị nhá. Quần loe là chất u mì cao cấp ạ, xả 150.000 nhá. Chị Minh Hằng cho em số điện thoại ạ. Dồn bill thì em không biết là dồn bill nào đâu. Đơn nếu mà chị có bill là chị đã được đi đơn rồi ạ. Thì nhà em không dồn bill nữa đâu chị nhá. Quần loe đen giúp em xả 150.000 này, 3 size SML. Siêu đẹp luôn. Alo chị 100 đi.
áo đấy á, thôi bỏ 120 này. Áo đấy á, thế thôi xả lỗ 100. Tôi đã báo giá rồi đây. Quần len đen thôi em ạ, xả 120-150 nghìn nha. 3 size SML. Ok chị, em qua mẫu nha. Mẫu đẹp quá, trầu chuẩn mà hình thức ạ. Chụp cái quần này này đâu. Siêu đẹp luôn, em qua mẫu này. Em qua mẫu quần vải nha, đưa quần vải đai đi. Em lên quần vải này. Quần vải đai màu sữa đi. Em lên quần vải nha. Quần vải đai giúp em này 139 nghìn này. Có nha chị Sally Phạm. Áo ống 90 nghìn tình yêu ơi. Chất quần chuyên sản xuất quần đấy đấy chị ơi. Chất quần này là xuyên sản xuất quần may quần quần bếp ghi vải đấy ạ. Chất là chất liệu chuyên sản xuất quần vải cực kỳ đúng dáng và siêu đẹp nhá. Lệch vai xỏ ngón giúp em này. 99.000 em lệch vai xỏ ngón này nhá. Ok, bắt đầu em qua mình ra là quần vải đai đen này hoặc là màu sữa. Qua mình ra là quần vải đai ạ, xả 140.000 tiền thôi nhỉ. Quần vải đai đen hoặc quần vải đai sữa ạ. Có co giãn chị ơi. Em cao 1m65 tình yêu nhá. Mặc vừa nhá chị Trà My ơi. Qua mình ra là quần vải đai này. Ôi siêu đẹp luôn. Áo lệch vai xỏ ngón này. Quần vải 62 cân mặc vừa chị yêu ơi. Còn nha chị Lê Hải ơi. Quần vải đai đen cộng size cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. 3 size SML xả 139.000. Mét 55 mặc size chị bao nhiêu cân ạ? Mét 55 phải bao nhiêu cân nữa chứ chị? Quần vải đai đen hoặc quần vải đai sữa giúp em nha. Hai màu ạ. Và áo lệch vai xỏ ngón của em có hai màu trắng và đen luôn. Quần vải đai đen cộng size của số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Với giá xả là 140.000 ạ. Siêu đẹp các tình yêu nha. Quần vải đai đen cho em. Em cảm ơn chị Tôm Quát rất là nhiều ạ. Thực sự là cái mẫu này mặc lên siêu đẹp luôn. Siêu xinh luôn. 43 cân mặc ép giúp em chị Xu Hoài nha. Quần vải đai đen hoặc quần vải đai be giúp em. Co giãn chị ơi, có co giãn nha. 65 cân vẫn mặc vừa. Bên em đang lên đơn hàng rồi ạ. Và áo lệch vai xỏ ngón giúp em có hai màu trắng và đen. 99.000 nha. 99.000 tình yêu ơi. Các chị dồn đơn mà chồng dồn đơn bill cũ vẫn phải để lại cho em số điện thoại, bởi vì có thể là đơn đã đi rồi thì bên em sẽ không dồn đơn được nữa đâu ạ. Em cảm ơn chị Tông Quát rất là nhiều nha. 52 cân 1m63 mặc được chị nhá. Chị Kim Ngân Lê chưa có số điện thoại em không chốt được ạ.
Quần vải đai đen hoặc quần vải đai sữa giúp em. Và áo lệch vai sỏ ngón là 99.000 nha. Quần đai ạ. Quần đai đen hoặc quần đai sữa giúp em nha. Quần đai đen hoặc quần đai sữa giúp em 140.000. Thì giờ em sẽ qua màu sữa nhá tình yêu nha. Còn xanh chị ơi, còn quần vải xanh nha. Bên em đang chốt rồi, đang chuẩn bị lên, em sẽ lên cái quần vải xanh đấy tình yêu nhá. Tất cả các đơn hàng em đang lên đơn tự động rồi ạ. Chậm đai ở trước. Quần vải đai màu sữa này. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động rồi. Áo em đang mặc đây là áo lệch vai sỏ ngón nha. Trắng hoặc đen giúp em 99.000 ạ. Đúng rồi chị ơi, em sẽ mặc với áo đen nha tình yêu nha. Treo lại quần này. Đưa áo chị, áo lệch vai sỏ ngón đen cho chị. Quần đai này em sẽ lên với cái áo đen nhá. Quần vải đai đen giúp à, quần vải đai đen và quần vải đai sữa giúp em nha. Hai màu với giá là sản là 139.000 ạ. Ok, Simi nha. Còn nha chị Thơm Heo ơi. Siêu đẹp. Siêu đẹp luôn. Quần đai sữa hoặc quần đai đen giúp em. Và lệch vai sỏ ngón đen hoặc lệch vai sỏ ngón trắng nha. Áo là 99.000 và quần là 139 tình yêu ơi. Áo 99.000 ạ. Đôi giày em không bán rồi tình yêu nhá. Ok Sumi, chỉ cần để lại số điện thoại là có đơn ạ. Quần cao hồi chưa còn nha. Tường Vi ơi. Quần em đang mặc là quần vải đai sữa này. Trời ơi, mặc với cái áo này sang quá. Đặt hàng nhanh tay giúp em các tình yêu nha. Quần vải đai ạ, quần vải đai này. Quần vải đai sữa này. Em đang mặc size M chị Sao Hoài ơi. Em đang mặc M nhá. Vest trắng quần dài em còn ạ. Áo em là chất zip ạ. Áo là 99.000 và quần là 140.000 nhá chị bé cu ơi. Áo 99 quần 140 ạ. Siêu xinh luôn. Quần vải đai sữa, quần vải đai đen giúp em tình yêu nhá. Đai sữa hoặc đai đen để bên em lên đơn hàng ạ. Ok, chị nào mà chưa được có chốt đơn thì chị để lại cho em số điện thoại nhá. Áo 55 cân vừa chị tình yêu nhá. Em có nhìn thấy Khánh Phượng Trần mọi người, các tình yêu ơi yên tâm là các tình yêu sẽ tự động được lên đơn khi các tình yêu để lại cho em số điện thoại nhá. Đai sữa hoặc đai đen cộng size cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. 3 size SML 139.000 quần này nhá. Và áo lệch vai sỏ ngón em đang mặc đây là 99.000 tình yêu nha, 99.000 ạ.
Em chào các chị nha. Chào Quỳnh Thị Hương, chào Hà nha. Em chào mọi người ạ. Các tình yêu vào xem live, chia sẻ live stream cho em nào. Ok, chị Minh Hằng yên tâm. Chị Minh Hằng có gì chị gò họ. Khi bên em gọi điện chốt đơn chị báo đổi giúp em. Chứ bây giờ đổi thì em không biết nói như nào đâu ạ. Ok ạ. Chị Kiều Ngô ơi, nếu mà chị đã được lên đơn hàng thì chưa chắc là bên em chỉ sợ là đẩy đơn đi rồi thôi ạ. Nếu mà chị chưa được gọi chốt đơn thì bên em sẽ chốt cho chị nhá. Chị cứ để lại số điện thoại ạ. Ok các chị ạ. Lệch vai sỏ ngón giúp em, lệch vai sỏ ngón có màu trắng và màu đen 99.000 nhá. Em qua mẫu này. Cái màu còn cái mẫu gì không nhỉ? Xem bét ấy đi, xem bét đâu. Quần em có hai màu trắng, màu sữa và màu đen nhá. Em sẽ lên xếp vét nha. Ok, lên quần vải xanh đi ạ. Rồi, lên nhiều rồi, cái mẫu này lên nhiều quá rồi. Xem màu có xanh không? Xanh mẹ đấy. Xem lại nào. Xe xe ép bé lắm. Ai lấy quần em đang mặc thì có một quần đai nha, 139.000 ạ. 139.000 quần đai này nha. Và áo em đang mặc đây là áo lệch vai sỏ ngón ạ, 99.000 ạ. Áo lệch vai sỏ ngón 99.000 nha. Ai lấy quần này có một dép quần vải đai này. Quần vải đai đen hoặc quần vải đai sữa nha. Em qua mẫu này. Em cảm ơn Bích Nga nha. Em thì cũng chẳng có ý, chẳng có bí kíp gì đâu, nhưng mà em kiểu lười ăn, không phải lười ăn mà cũng không ăn được ấy. Nhiều khi là ăn nó không vào. Áo em đang mặc là 99.000 nhá. Lệch vai sỏ ngón 99.000 có hai màu trắng và màu đen ạ. Sai gì ấy? Em lên quần xanh nha. Ok các tình yêu yên tâm là các tình yêu chỉ cần để lại cho em số điện thoại thôi là em lên đơn hàng. Em lên quần vải xanh này, QV1 này, kèm thắt lưng này. Phạm Ngọc Thu comment một lần là có đơn hàng rồi ạ. Em lên quần vải xanh này. Phạm Ngọc Thu comment một lần là có đơn hàng rồi chị ơi. Quần màu rách sale sau đây xả 230 chị ơi. Áo em đang mặc là 99.000 tình yêu nhá. Quần em đang mặc quần QV1 ạ. Ai lấy mẫu này không được dễ là QV1 nha. Áo lệch vai sỏ ngón ạ. Lệch vai đen hoặc là lệch vai trắng giúp em. Là bên em sẽ tự động lên đơn, không cần phải spam comment đâu ạ. Quần em đang mặc là quần QV1 nha. QV1 có 4 màu ạ. Màu sữa, màu xanh, màu vàng và màu đen. Màu nào cũng đẹp luôn. Có co giãn chị nha. B4 quần QV1 của em này 149.000 mẫu này nhá. Xếp vét dài là xả 250 chị yêu ơi. Siêu rẻ và siêu đẹp luôn. QV1 này cộng màu, size cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. 3 size SML màu nào cũng đẹp này. Và em sẽ lên cùng một cái mẫu áo nhá. QV1 giúp em có tình yêu ơi. Áo này siêu đẹp này, xả 99.000 này. Ok, lệch vai sỏ ngón bên em đang lên đơn rồi ạ. QV1 có màu xanh, màu đen, màu vàng và màu sữa. Kèm đai luôn ạ. Ok, bên em đang lên đơn hàng cho các chị rồi nha. Comment cho em trên cùng một dòng và kèm số điện thoại giúp em ạ. QV1 giúp em này.
Và áo em đang mặc là áo B4 tình yêu nhá, siêu đẹp. Quần QV1 giúp em này. QV1 có đen này, xanh này, vàng, sữa. QV1 xả 150.000. Tất cả các đơn hàng nhà em sẽ tự động lên đơn khi mọi người không cần đúng cú pháp giúp em nè. QV1 cộng size cộng số điện thoại là bên em lên đơn hàng. Chị Thiên Hà cho em số điện thoại luôn đi ạ. Các tình yêu ơi, QV1 giúp em nhỉ. QV1 là mã đặt hàng của quần vải này ạ. Quần vải QV1 này màu xanh này, màu vàng, màu đen và màu sữa nha. Xả 150.000. Và cái mẫu áo em đang mặc là áo B4 này. B4 xả 99.000, siêu đẹp luôn. QV1 giúp em này, xanh này, vàng, đen, sữa. Có 3 size SML nha, không mình dùng cú pháp dây là QV1 ạ. Áo em đang mặc áo B4, tình yêu nhà áo B4 ạ, siêu đẹp luôn. Ok, QV1 giúp em. Ok, bên em vẫn đang lên đơn hàng ạ. Em sẽ lên bộ set vest dài bây giờ. Em sẽ chuẩn bị lên set vest dài bây giờ. Set vest dài còn màu gì nhỉ? B4 có tất cả là... Bây giờ em sẽ rơi màu đủ màu lên này. Em đang mặc size M chị Kim Dung Hoan nhá. QV1 giúp em này, QV1 của em này. Xanh vàng trắng, xanh vàng be đen. Xanh vàng be đen này, xả 150.000 này. Và áo em đang mặc áo B4 nha, 99.000. Hồng vàng đen đỏ. QV1 của em đang mặc là 150.000 tình yêu ơi, kèm đai luôn. 150.000 kèm đai. Xong em sẽ lên set vest nha. Xếp vét nhà em xả 250 tình yêu ơi. Xếp vét xả 250 ạ. QV1 cái mẫu này em 150.000 này kèm đai luôn. QV1 này xanh, vàng, đen, sữa. 3-4 màu đủ size từ SML. 43 cân mặc S cho em. Em cao 1m65 tình yêu ơi. Quần em đang mặc size M tình anh nhá. Em xếp Hà Nội 30.000 đến 35.000 chị ơi, tùy quý cân nặng nữa ạ. Và cái mẫu áo em đang mặc đây có màu nâu này, màu hồng này, màu đen, màu trắng, màu đỏ và màu vàng ạ. Ai lấy quần này không mình gen là quần vải à, quần QV1 cộng màu của số điện thoại kèm size luôn. Ok, bộ vest trắng này ok, lên mẫu nha. Em lên mẫu bộ vest nha. Chị bộ vest. Ok chị Hiệp P cho em số điện thoại ạ. Quần 3 màu đúng rồi chị Ái Mỹ ơi. Vest dài đây này. 3 màu đủ 4 màu đây. Em sẽ lên vest dài tình yêu nha. B4 này ạ, B4 có từng này màu nhá. B4 99.000. Và quần QV1 của em đang mặc đây là với giá xả là 150.000 kèm đai luôn. Kèm đai luôn 150.000 nha. Ok, bên em đang lên đơn hàng cho các chị rồi ạ. Em cảm ơn chị Nguyễn Phương nha. Cảm ơn chị Nguyễn Phương rất là nhiều. Áo em đang mặc là 99.000 tình yêu ơi. Em lên các em lên xếp vest nha. Em lên xếp vest này. Em lên xếp vest này tình yêu ơi. 55 cân mặc M giúp em Trần à, mặc L lúc em giúp em nha chị Thảo ơi. Chị Kim Xuân Hoan chưa có số điện thoại em không chốt được. Chị Quỳnh Trang chưa có số điện thoại em cũng không chốt được. Em cảm ơn nỗi buồn của tôi ạ. Em cũng không biết mông em bao nhiêu luôn đấy, nhưng mà thực ra cái quần này co giãn này ai cũng mặc được. Mông to hơn một chút vẫn vừa thoải mái nhá. Em sẽ mặc lên xếp vest nha. Em mặc lên xếp vest này, siêu đẹp này, siêu đẳng cấp này, siêu sang này. Chị Ngô, có Ngô Quê có số điện thoại là có đơn ạ. Mọi người ơi, mọi người chỉ cần để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại là tất cả các đơn hàng của các tình yêu là tự động lên đơn. Em lên màu, em lên xếp vest nha các tình yêu ơi. Xả 250 này. Xếp vest quần dài này lên luôn này. Quần QV1 bên em vừa xong qua đấy là 150.000 tình yêu nha. Ok, em cảm ơn các chị. Các chị ơi, chỉ cần để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại thôi là các chị tự động có đơn rồi. Em xin phép qua mẫu nha.
chưa cắt khuyết thì em xin phép là em cài cái đai nhá. Quần dài giúp em này, xả 250 một set thôi ạ. Xả 250 một set, 2 size S và size M. Set váy còn nha chị Phạm Trinh ơi. Siêu đẹp luôn. 250 một set này, có 4 màu, trắng, đỏ, đen. Trắng, đỏ, đen, nâu nha. Ơ, không bỏ ra. Bỏ set ra đi. Có 2 size S, M ạ, trắng, đỏ, đen, nâu, set vest này nhỉ. Xả 250 một set thôi. Siêu đẹp luôn. Ai lấy set vest thì nhanh tay làm giúp em set vest quần dài nhá. Ok, B4 bên em đang lên đơn cho các chị rồi. 45 cân, 1m58 mặc size S giúp em. Mét 53 mặc size S thôi em chị yêu ơi. Em thấy trắng đẹp quá. Chị Sumi comment từ đầu em thấy rồi nhá, xếp vest quần dài đúng rồi chị ơi. Comment đúng cú pháp cho em. Xếp quần, xếp vest quần dài cộng màu cộng số điện thoại bên em lên hàng. 2 size S M thôi chị Sumi, không có L đâu ạ. M là bên em đã thừa sức cho 62 cân rồi. Ok, set vest quần dài có 4 màu. Màu trắng này, màu đen, màu đỏ và màu nâu. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang luôn. Xả với giá là 250 một set ạ. Được nha chị ơi, đặt luôn bên em được ạ. Ok, bên em đang lên hàng rồi ạ. Xếp vest quần dài cộng màu và cộng xa số điện thoại bên em lên hàng. Hoặc để lại cho em chiều cao cân nặng bên em tư vấn nha. Em lên màu nâu nha các tình yêu ơi. Xếp vest và xếp vest quần dài giúp em ạ. Bên em đang lên đơn hàng cho các chị rồi nha. Trắng, đen, đỏ, 4 màu. Xếp vest quần dài cộng size cộng số điện thoại để bên em lên hàng. Đừng comment quá nhiều lần các tình yêu nhá. Xả 250 một set tình yêu ơi. Màu nâu đẹp quá. Ok, bên em đang lên đơn hàng cho các chị rồi. Các chị chỉ nhớ chỉ cần để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại thôi nha. Không cần phải comment quá nhiều lần đâu ạ. Chỉ cần để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại thôi ạ. Chia sẻ livestream và theo dõi link Nguyễn Trâm Anh ở chế độ xem trước cho em nha. Để em xả từ 1.2 triệu, còn với giá là 250.000 một set. Số lượng thì không có nhiều đâu, bởi vì em về rất là ít thôi. Hôm qua là nhà em về 400 set thôi ạ. Cho nên các thành viên nhanh tay đặt hàng giúp em nha. Xong em sẽ lên set váy ạ. Xếp vest quần dài của em này 250.000 này. Có đỏ này, đen, trắng, vàng. À đỏ, đen, trắng, nâu. Có cả đỏ này, tiêu siêu xinh luôn. Đỏ này, đen này. Đỏ này, đen, trắng, nâu. Xả với giá là 250.000 một set. Xếp vest quần dài xả 250.000 ạ. Xong em sẽ lên màu đen.
Các tình yêu ơi, chỉ bán cho tình yêu chia sẻ livestream thôi nha, và nhanh tay đặt hàng gen. Xếp vét quần dài cộng màu số điện thoại để em lên đơn hàng. Đỏ, nâu, trắng, đen, bốn màu ạ, màu nào cũng đẹp luôn. Tất cả các đơn hàng bên em cũng đang lên đơn tự động cho các tình yêu rồi. Em cảm ơn chị Loan Nguyễn rất là nhiều nha, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Năm ba cân mặc size M giúp em Yến Nguyễn nha. Em chuẩn bị lên màu đen nhá. Quần chị đang mặc. Ok, mặc đỏ luôn này, lên mẫu liên tục luôn, thay đổi màu liên tục luôn. Xả 250.000 tình yêu nha. Xả 250.000 một set ạ. Em xả từ 1.2 còn 250.000 nhá. Màu đỏ sang lắm, màu đỏ cũng sắp hết rồi. Màu đỏ thực sự là rất là đẹp luôn. Không mua quá là đáng tiếc luôn. Xả 250.000 thôi tình yêu nhá. Em lên màu đỏ này. Nhanh tay đặt hàng thì được mua với giá này nhá, mà không nhanh tay thì không còn hàng đâu ạ. Em lên đỏ tình yêu nha. Xả 250.000 một set tình yêu nha. Siêu đẹp luôn. Xếp vét quần dài giúp em này các tình yêu ơi. Comment đúng cú pháp nha. Chia sẻ live stream để bên em mới bán được giá xả là từ 1.2 còn 250.000 một set nha. Xả với giá là 250.000 một set các tình yêu nhá. Nâu trắng đen đỏ tình yêu ơi. Xếp vét xả từ 1.2 còn 250.000 ạ. Có 4 màu, nâu trắng đen đỏ nha. Màu nào cũng đẹp luôn. Hai size SM tình yêu ạ. 62 cân nữa có thể mặc vừa. Cực kỳ đúng dáng và cực kỳ đẹp luôn. Tất cả các đơn hàng nhà em đang lên đơn tự động rồi nha. Không còn túi sách như nào chị nhở. Túi sách như nào chị Nguyễn Quỳnh Hương ơi. Xếp vét quần dài giúp em có tình yêu nha. Xả 250.000 một set ạ. Lên màu, còn màu gì chưa lên? Còn màu đen nữa đúng không ạ? Lên nốt màu đen của cái xếp vét này nha các chế nha. Nhanh nhanh hàng giúp em xả từ 1.2 còn 250.000 ạ. Mét 53 là 48 cân mặc ép tụi em tình yêu nhá. Thắt lưng nhà em xả với giá là 100.000 nhá. Còn xếp vét váy đấy ạ, em sẽ lên chuẩn bị lên vét váy đấy ạ. Ok ạ, ok bên em cũng đang lên đơn hàng rồi. Chị Loan xinh không một lần là có đơn rồi ạ. Lên nốt màu đen nhá các tình yêu ơi, lên màu đen lần cuối cùng nha. Em lên nốt màu đen, em sẽ chuẩn bị kết thúc live stream đấy ạ. Vâng, em mai em lại like quần bò tình yêu nhá. Mai em sẽ lại like quần bò ạ. Em mặc S Nguyễn Thị Thu Trang ơi, à Nguyễn Thị Trang ơi, em mặc S nhá. Màu này lóa quá. Chị Nguyễn Hoàng như Quỳnh nghĩ mong lại về để bên em kiểm tra nhá. 65 cân, 1m68 mặc vừa chị Lê Thị Hồng Ánh nhá, mặc vừa đấy ạ. Ok, bên em vẫn đang chốt đơn cho các chị yêu rồi.
Các chị yêu chỉ cần để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại thôi là đơn hàng bên em sẽ tự động lên đơn nhá. Có 4 màu chị Bảo Quyên ơi. Trắng, đen, nâu, đỏ. Trắng, đen, nâu, đỏ nha. Xả với giá là 250 một set ạ. Nhanh, đây là hàng em còn đúng 30 giây cuối cùng cho các chị đặt mẫu này nhá. Và em xin phép chuẩn bị kết thúc livestream đây ạ. Xả với giá là 250.000 một set ạ. Hai size S và size M, siêu đẹp luôn. 30 giây cuối cùng các tình yêu nha. Ai lấy mẫu này không mừng cho em là xếp vest dài, xếp vest quần dài nha. Ok, bên em đang lên đơn rồi ạ. Xếp vest quần dài có đen này, trắng, nâu đỏ, màu nào cũng đẹp luôn. Nãy giờ mặc rất là nhiều màu rồi. À, nãy giờ mặc đủ màu rồi nhá. 30 giây cuối cùng nữa thì nhớ chốt nốt này. Ok, lên lốt cái xếp vest chân váy nhá. Một lần cuối cùng. Ok, xếp vest quần dài xả 250.000, comment kèm số điện thoại em mới chốt được nhá. Một lần duy nhất kèm số điện thoại là lên đơn tự động. Xếp vest quần dài cộng size cộng số điện thoại này. Để em qua mẫu mới này. Em qua nữa thì ơi, em qua mẫu chân váy nha. Vừa xong có chị bảo chân váy, lên chân váy thì em sẽ lên chân váy bây giờ đây. Bên em đang lên đơn rồi ạ. Vâng. Rồi ok, thế có gì mai gọi qua lấy hàng nhá. Yến Nhi bên mình em gọi nói chốt đơn em xong nhắn tin sang em luôn không trả lời em gì hết. Chị Yến Nhi ơi, chị inbox lại cho bên em để bên em kiểm tra nhá. Kiểm tra đơn hàng của chị nhá. Không kèm đai đâu chị Lê Bảo Anh ơi, đai là mua riêng thôi chị ạ. À. Em lên xếp váy này. Xếp vest quần dài bên em chốt rồi đấy ạ. À. Ai lấy xếp này không mừng giúp em là xếp vest chân váy nhá. Xả với giá là 230.000 một set này thôi. Siêu xinh luôn. Riêng cái chân váy này đã đáng giá 230 rồi các tình yêu ạ. Có quần trong nhá. Siêu đẹp luôn. Tình yêu chốt nhanh cho em nha. Xếp vét chân váy ạ. Dạ vâng, chị Hoàng Tuấn chốt cho em là xếp vét chân váy màu nâu nhá. Kèm 3 xếp vét luôn ạ. Hai size S và size M ạ, có hai size đấy ạ. Có xếp vest chân váy màu nâu cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Có màu trắng, màu nâu và màu đen. Hiện tại là màu trắng của em hết sạch rồi, bây giờ chỉ còn màu nâu và màu đen thôi ạ. Xem đang mặc xả 230 các tình yêu ơi, xếp vest chân váy màu nâu cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Phải kèm số điện thoại nha. Xếp vest chân váy nâu cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Siêu xinh luôn ạ, xả 230.000 một set. Trời ơi, rất là đẹp luôn, có quần trong nha các chế ơi. Có quần trong đấy ạ. Và rất là siêu sang. Cái đai này các tình yêu có thể mua kèm nhá. Mua riêng giúp em. Hoặc là các tình yêu có đai sẵn rồi thì thôi ạ. Xếp vest chân váy màu nâu cộng size của số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Với giá xả là 230.000 một set, siêu xinh luôn. 230.000 một set xếp chân váy này nhá. Tất cả các đơn hàng em đã lên đơn tự động cho các chị rồi. Không cần các chị không phải spam comment, không cần phải comment quá nhiều đâu ạ. Chỉ cần comment một lần duy nhất, xếp vest chân váy màu nâu cộng số điện thoại là bên em sẽ tự động lên đơn hàng cho các chị ạ. Xếp vest chân váy màu nâu cộng size cộng số điện thoại nhá. Hai size S và size M ạ. Xả 230.000 ạ. Đai là 100.000 nhá. Đai 100.000 ạ. Dạ vâng, ok chị Hương Trần. Hương Trần nhá, không mình được. Cũng cũng khác như thế là bên em đã tự động lên đơn rồi đấy ạ. Đai là 100 chị yêu ơi, đai là 100 nhá.
Em không có rồi chị Thúy Trung Thúy Ngọc ạ. Xếp vét chân váy thôi em, giày em đang mang lại không bán rồi tình yêu ơi. Xếp vét chân váy màu nâu cộng số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Ok sẽ lên đen nhá, lấy cho chị màu đen chân váy nào. Đây thì ở đây này. Màu đen chân váy ở đây, hình như em vừa lấy giúp một cái nhầm đúng không? Thế thì mang ra ngoài lấy luôn đi, không lại nhầm. Xếp vét màu đen chân váy này, xếp vét nâu ạ, chân váy nha, kèm một con một giúp em. Có nhá chị Thi Moon ơi, qua mẫu đấy rồi, em đã like cái mẫu đấy vừa lấy rồi nhá. Xếp vét quần tây ạ. Trời ơi, màu chân váy siêu xinh luôn, bồng bềnh đẹp luôn đấy ạ. Lên màu đen nha tình yêu ơi. Xếp vét màu nâu chân váy cộng màu cộng size ở dưới điện thoại để bên em lên đơn hàng. Em sẽ lên ngay màu đen cho tình yêu đấy ạ. Lên đen luôn nè. Cũng là chân xếp vét chân váy luôn, siêu xinh này. 250 chị Thi Moon ơi. Lên nha. Đây này. Chị Phương Thảo ơi, em không bán riêng áo đâu ạ. Có 230.000 cả áo cả chân váy thôi mà, quá là rẻ ấy ạ. Còn không đủ tiền công may mỗi chân váy đâu ạ. Đấy là em nói thật luôn, chẳng qua là xả quá là rẻ này. Các tình yêu phải chia sẻ like cho em, bởi vì cái mẫu này là giá cũ của nó là hơn 1 triệu, giờ xả chỉ có giá là 230, quá là rẻ luôn. Chị nào mua thì phải nhanh tay đặt hàng, không thì cũng không có hàng đâu chị nhá. Xếp vét chân váy màu đen này. Chị Thi Moon ơi, chỉ có M, có 2 size SM thôi. M là đã tầm 6 mấy cân rồi, mặc rồi ạ. Xếp vét chân váy quần màu đen này. Xếp vét chân váy màu đen này tình yêu ơi, có quần trong nhá. Chị ơi, có 2 size SM, chị Phương Thảo ơi. Xếp vét chân váy màu đen cộng size của số điện thoại để bên em lên đơn hàng. Với giá xả là 230.000, siêu đẹp luôn. Các tình yêu có thể cài cúc vào để cho nó sang nhá. Cài cúc vào cho nó gọn người cũng được ạ. Em nhìn thấy Bảo Bảo nhá, tình yêu nhá. Không cần giúp em mà nhanh tay chia sẻ livestream cho em để mua xếp vét chân váy này với giá xả là 230.000 một set ạ. Các tình yêu ơi, em sẽ kết thúc livestream ở đây nhá. Còn chị em nào chưa đặt được thì nhanh tay đặt hàng và hoặc là inbox trực tiếp vào Facebook Nguyễn Trâm Anh cho em ạ. Chị Thi Moon nhớ để lại số điện thoại, em bên em mới chốt được nhá. Mọi người ơi, em xin phép kết thúc livestream nha. Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ bên em ạ. Và các tình yêu mà đổi cái gì thì mai bên em gọi điện chốt đơn thì nhớ báo đổi cho em, chứ bây giờ thì cũng không đổi được. Em cũng không biết thế nào mà đổi nhá. Các tình yêu ơi, em xin phép kết thúc livestream ở đây nhá. Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ em ạ. Thì mai khi em livestream thì các tình yêu nhớ lại vào xem live của nhà em nha. Chị Boniva ơi, chị chưa đấy gọi điện chốt đơn thì để lại cho em số điện thoại nhá. Hoặc là inbox trực tiếp cho bên em là chưa chốt đơn chị nhá. Bởi vì là nhiều khi là bên em gọi một lượt mà kiểu nhiều khi các chị không nghe, mà tại vì đơn lượng đơn nhà bên em lại nhiều quá ấy. Thì gọi nhiều khi là cũng có thể là bị sót đơn của các chị. Thì các chị thông cảm, ai mà không được gọi chốt đơn thì inbox trực tiếp cho Facebook bên em nhá. Và bây giờ em xin phép kết thúc livestream ở đây ạ. Cảm ơn các chị nhá.